mời ông ở lại với chúng tôi. Anh chị em thân mến, nếu như Chúa Nhật tuần trước chúng ta lặp đi lặp lại câu lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, và kêu cầu Chúa xót thương chúng ta và toàn thế giới, thì hôm nay chúng ta thưa với Chúa, lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Mời ông ở lại với chúng tôi. Đó là lời mời kèm theo ý muốn tha thiết của hai môn đệ làng Emmau. Theo bản văn tin mừng Luca là lời năn nỉ nài van thúc ép đối với người khách bộ đồng hành mà các ông gặp được vào ngày thứ nhất trong tuần. Trong tâm trạng buồn thảm của bóng chiều tà, ngày sắp tàn, bóng tối đang bao phủ không gian, tâm hồn chịu nặng, đang bỏ cuộc về quê. Ít ai biết đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Nếu không có một người bộ hành mà hai môn đệ coi là khách hành hương cùng đi với họ, thì cái ngôi làng Emmau ấy đã bị lãng quên từ lâu rồi. Hai ông cũng như bao nhiêu người khác đổ về Jerusalem khi nghe biết có người tên là Giêsu, đấng người ta gọi là Mêsia, vua người Do Thái đang mong chờ. Thầy Giêsu đến, các ông muốn gặp và đi theo, nhất là muốn trở thành môn đệ Đức Giêsu thành Nazareth, với hy vọng người sẽ cứu Israel. Thầy làm vua, hai ông cũng có vị thế trong tương lai. Vậy mà bỗng chỉ một đêm nơi vườn cây dầu, một tòa án được lập lên kết án tử cho người. Giấc mơ của họ tan thành mây khói, họ đau khổ, thất vọng, đắng cay sau cái chết của thầy. Mỗi người một ngả, đức tin bị tan vỡ, niềm hy vọng tắt ngúm, tựa như chôn cùng với xác thầy đến nay đã 3 ngày rồi. Mọi sự xem ra đã hết. Dù có nghe mấy phụ nữ nói rằng thầy đã sống lại, nhưng cũng chưa đủ để tin. Khăn gói lên đường về quê là tốt nhất. Chúng ta hình dung ra cái dáng đi, vẻ mặt và tâm tình của hai người đang bỏ cuộc như thế nào. Tác giả tin mừng thuật lại, trên đường về làng Emmau, họ đang trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Dáng đi nặng nề và vẻ mặt buồn rầu. Chết là hết, là thất bại, là đi vào ngõ cụt, họ mất hướng đi. Giữa bóng đêm của ngày đang qua và bóng tối đang bao phủ kín tâm trí họ, Chúa Giêsu phục sinh hiện ra đồng hành và gợi chuyện. Các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Nghe hỏi thế, họ bộc bạch về khổ đau và thất vọng cũng như đắng cay của chính mình sau khi thầy chết. Chúa nói chuyện với hai ông và giải thích Kinh Thánh bắt đầu từ Mô-xê và các tiên tri, làm cho tâm hồn họ bừng cháy. Chúa đã nhóm lên một tia sáng, khơi lên niềm hy vọng, đưa họ ra khỏi cái bóng tối của buồn phiền và thất vọng, thức tỉnh lòng họ khao khát muốn được ở gần người, khiến họ nài ép mời ông ở lại với chúng tôi, với lý do vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Họ không bao giờ nghĩ rằng người khách lạ ấy lại chính là thầy mình mới sống lại. Với một hành vi bẻ bánh đơn giản trong bữa ăn, trí khôn được soi sáng, con tim được đốt nóng,
những dấu chỉ bắt đầu gợi lên lòng sốt mến và thôi thúc họ trỗi dậy trở về Jerusalem, thuật lại tất cả những gì họ đã thấy và đã nghe cho 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Thưa anh chị em, chúng ta không biết tên của một trong hai môn đệ, chỉ biết một người tên là Cleopas, còn người kia thì không. Có thể mỗi chúng ta trên thế giới này đang đương đầu với dịch bệnh COVID. Một số người đang sống những giờ đen tối nhất, buồn thảm vì người thân qua đời, vì mình bị nhiễm bệnh. Con người vẫn đang bó tay, chưa tìm ra thuốc chữa. Hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta gặp gỡ Đức Kitô phục sinh. Hình ảnh hai môn đệ trên đường Emmaus có thể là hình ảnh của mỗi chúng ta. Giữa biết bao khó khăn trước virus corona, ngay cả những thất vọng nặng nề, người bộ hành thần linh vẫn tiếp tục đồng hành bên cạnh chúng ta, mở ra cho chúng ta những trang kinh thánh và hướng dẫn chúng ta hiểu sâu hơn những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Chúng ta hãy van nài, lạy Chúa xin ở lại với chúng con. Chúa luôn ở với chúng ta, hãy nên đến gặp người nơi bí tích thánh thể và lắng nghe lời Chúa. Chính Đấng Cứu Thế đã bảo đảm cho chúng ta về sự hiện diện hữu hình của người ở giữa chúng ta. Ngang qua lời Chúa và bí tích thánh thể, lời Chúa giúp tâm hồn các ông nóng lại, mở trí cho các ông hiểu kinh thánh, cử chỉ bẻ bánh giúp các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu, liền quay về Jerusalem kể lại kinh nghiệm ngoại thương mà họ đã sống. Đó là cuộc gặp gỡ với Đức Kitô phục sinh. Có người nói bệnh dịch lây lan, nhà thờ đóng cửa, không thánh lễ, không giờ kinh, còn đâu ra lời Chúa và thánh thể. Nên nhớ rằng trong hoàn cảnh bất khả kháng, người tham dự thánh lễ không thể họp nhau thành một cộng đoàn đông đúc tại nhà thờ, nhưng vẫn có thể hiệp thông và theo dõi cũng như tham dự thánh lễ qua các phương tiện truyền thông. Đây là cách hiệp thông hữu hiệu để cầu nguyện cho mình và cho thế giới. Đừng thất vọng, đừng nản lòng, hãy cậy trông vào Chúa. Chúa ở bên cạnh chúng ta. Lạy mẹ Maria, xin an ủi chúng con, xin giúp chúng con lắng nghe lời Chúa, chiêm ngắm Chúa Giêsu thánh thể, nhất là kiên trì cầu nguyện và kêu cầu danh thánh Chúa. Amen.